Kiến kìa. Dạ, kìa. Nó bò tới hai luôn.
Không mà thật sự là giờ ở đây không lo gì hết á. Ngày mai mới bắt đầu áp lực. Chứ bây giờ thì bữa nay có gì đâu áp lực. Thôi là để chiều nay đóng mưa. Đóng mưa trong cái lều này biết cảm giác đi tới hôm qua mình tới sớm thì mình được như thế này. Chị chơi thì chú ra một tháng đi. Thôi tôi đang đi mình đâu ở đây không? Chưa không ăn nữa. Hà Lan. Giờ đặt bay minh. Đặt bay minh hả? Vô đây giao vô đây không? Lộ bài nữa. Xì lát. Xì luôn. Nó cháy luôn củ khoai nữa, thét kinh hồn luôn. Không phải, miếng giấy em dục vô nó chỉ cháy mà. Rồi không. Thôi mình mở nhạc cơ thôi. Nghĩ tâm đồ đi mấy cái bạn. Ừ, Nguyễn ơi, đừng thổi nữa. Ai nhất vậy? Người chưa đủ thúi hả Viện? Không, mùi khói nó đỡ lên, mùi mồ hôi. Bài mình chia mà mình mất mẹ. Ngủ đã lắm. Ừ. Không, nóng lắm. Không, giờ nằm đây nè. Nằm đây nè. Thật ra là chị muốn nằm võng á. Em bị nhắm gạch đóng lại rồi. Nên mình phải an phận mình nó ngủ lều.